Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi thành Jericho cùng với các môn đệ và một đám đông dân chúng, thì con ông Ti-mê tên là Ba-ti-mê, một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi anh ta nghe biết có Chúa Giêsu thành Nazareth, anh liền kêu lên rằng: "Hỡi ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Và nhiều người mắng anh, bảo anh đi im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: "Hỡi con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù đến và bảo anh: "Hãy vững tâm đứng dậy, người gọi anh đó." Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy đến cùng Chúa Giêsu. Bây giờ Chúa Giêsu mới bảo với anh ta rằng: "Anh muốn ta làm gì cho anh?" Người mù liền thưa: "Lạy thầy, xin cho tôi được thấy." Chúa Giêsu đáp: "Được, đức tin anh đã chữa anh." Tức thì anh ta thấy được và đi theo người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, bài tin mừng con vừa công bố cho quý bà anh chị em nói về việc Chúa Giêsu chữa một người mù thành Jericho tên là Bartimê được khỏi mù. Con cũng mời gọi quý bà anh chị em chúng ta suy niệm trong thánh lễ này: liệu tôi có đang mù về một cách nào đấy trong đời sống thường ngày không? Và con lần lượt mời gọi quý bà anh chị em khám phá ra ba tuyến nhân vật trong cái bài tin mừng hôm nay. Đầu tiên là anh mù Bartimê, rồi đám đông dân chúng, rồi Chúa Giêsu. Và thưa quý bà và anh chị em, anh mù này trong cái tiến trình đức tin của anh đi từ rất tiệm tiến, đi từ ở mức độ người phàm tới tin vào Đức Giêsu Kitô là đấng cứu thế và tuyên xưng Ngài là đấng cứu độ. Đầu tiên khi anh nghe người ta nói có một Đức Giêsu thành Nazareth đến. Ví dụ như bây giờ chúng ta biết anh Vũ là, chúng ta nói là anh Vũ thì người ta bảo anh Vũ nào? Nói là anh Vũ ca đoàn ở Singapore. Thì cũng vậy, người ta nói Chúa Giêsu thì bảo Chúa Giêsu nào? Chúa Giêsu người thành Nazareth. Điều ấy chỉ mới nói lên một con người lịch sử. Và khi anh ta nghe được Đức Giêsu là một con người Nazareth, có nghĩa là một con người lịch sử, một con người bình thường. Nhưng mà đến khi anh ta lại kêu: "Lạy con vua David, lạy Đức Giêsu Kitô, con vua David." Mà nếu những ai am hiểu Kinh Thánh một chút thì chúng ta biết con vua David có nghĩa là người được kế nghiệp dòng dõi của vua David. Và theo Kinh Thánh nói thì từ dòng dõi vua David sẽ xuất hiện một đấng cứu tinh, hay là tiếng của người Do Thái là Messiah, có nghĩa là đấng cứu độ. Và vì vậy anh mù thành Bartimê này, anh mới kêu lên: "Lạy Đức Giêsu con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Lúc này anh đẩy lên một mức cao hơn, tin Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ. Thưa quý bà và anh chị em, và trong cuộc đời chúng ta cũng vậy, đôi khi chúng ta mới tin Thiên Chúa là đấng cứu độ trên môi trên mép, nhưng chúng ta phải để cho chính Thiên Chúa đến đụng vào chúng ta thì chúng ta mới xác tín Đức Giêsu Kitô là người, là Chúa, là lẽ sống của chúng ta. Cho nên khi Chúa Giêsu hỏi anh mù: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Tiếng Hy Lạp và bản gốc thì người ta gọi là Rabboni, có nghĩa là lạy thầy. Mà theo cái văn hóa Do Thái thời bấy giờ và văn hóa cổ đại, thì khi chúng ta chọn ai là vị thầy thì chúng ta trao cả cái sự sống, trao tất cả của chúng ta cho vị thầy đó. Và khi anh mù thành tên là Bartimê này, anh kêu: "Lạy thầy, xin cho tôi được thấy." Lúc nãy mới thầy là dân chúng, thầy là Đức Giêsu thành Nazareth, anh đẩy lên một mức thầy là Đức Kitô con vua David. Giờ đây anh xác tín thầy là cái người mà đem lại sự sống cho anh. Và con cũng mời gọi quý bà anh chị em, chúng ta cố gắng từng cái hành trình của chúng ta noi gương bắt chước anh mù thành Jericho hôm nay.
Và khi thầy gọi một cái, mọi người thấy có một cái chi tiết gì rất hay không? Anh ta vứt cái áo choàng, anh ta chồm dậy, anh ta đi đến với Chúa Giêsu. Và đối với người Do Thái, cái áo choàng của anh ta y chang như chúng ta ở Mỹ này bây giờ là cái xe vậy. Vứt cái xe mà chạy chồm đến với thầy Giêsu, quý ông bà anh chị em thấy khó hay dễ? Xe đưa chúng ta đến nhà thờ, xe đưa chúng ta đến công sở, và nó chở chúng ta đi bất cứ chỗ nào chúng ta muốn. Bây giờ giục cái xe đấy đi thì như là người ta vẫn nói là chúng ta bị chặt mất đôi gì? Đôi chân. Vậy mà cái áo choàng của anh mù Bartimê này y chang như cái xe của chúng ta vậy. Nhưng khi được thầy gọi, anh vứt cái xe lại, anh chồm đến để gặp thầy Giêsu. Con cũng mời gọi quý bà anh chị em. Rồi con sang một cái tuyến nhân vật thứ hai. Người ta bảo lật như lật bánh tráng vậy. Là những người nào trong bài tin mừng hôm nay? Đám đông dân chúng lật như lật bánh tráng vậy. Lúc đầu anh ta nói rằng: lạy thầy Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Thì dân chúng nói anh làm sao? Nói làm sao? Nói làm sao? Im đi. Rồi khi Chúa Giêsu bảo là hãy để anh đấy đến đây, thì dân chúng nói sao? Thầy vừa gọi anh, lật hơn lật bánh tráng. Vừa giờ cấm người ta đừng có la to, bây giờ thấy Chúa Giêsu quan tâm tới anh một cái thì thầy gọi anh. Biết đâu được chính đám đông dân chúng đấy vừa giờ nói đấy, anh im đi, bây giờ lại bảo ây thầy gọi anh. Và thưa quý bà anh chị em, trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Con suy niệm bài tin mừng này, con nhớ tới cha cố của con khi mà chúng con còn mới đi tu, mới lớp 5, lớp 6. Ngài nói một câu: người ta ở đời các chú nhớ, sau này lớn lên làm linh mục, làm mục vụ phải để ý. Người đi tu đừng bắt chước người đời. Người đời người ta bảo, Ngài nói là phù thịnh chứ không ai phù suy. Người nào mà thịnh vượng thì là người đời người ta xung xoe đến. Còn khi nào người nào mà họ xuống cấp, họ gọi là thế nọ thế kia, thì người đời ly tán. Quý ông bà anh chị em muốn biết nè, tất quý ông bà anh chị em hôm nay về cứ thử nghe con xui bậy một cái. Mà xui bậy này là xui bậy tốt nè. Gọi điện cho một ai đó mình quen mượn 50 ngàn đô xem họ thế nào. Thử nói bảo bây giờ tôi đang cần gấp một cái vụ làm ăn, tôi mượn 50 ngàn đô, 20 ngàn đô, 10 ngàn đô xem họ thế nào. Cứ thử đi. Khi con thấy là bây giờ mượn tiền là dễ biết ai là bạn nhất. Còn ở bàn nhậu mà cụng ly với rủ nhau đi shopping thì không thấy ai là lúc đấy thì bạn rất dễ. Cứ thử mượn tiền coi. Lúc đấy mình biết ai là bạn. Thì đám đông dân chúng y chang như vậy, lật như lật bánh tráng. Và lẽ thông thường, thưa quý bà anh chị em, con nhớ cách đây vài tháng con có chia sẻ một câu ở đây rồi. Ở đời, nếu chúng ta nhìn theo nhãn quan của người bình thường, người ta chỉ có duy lợi. Không có ai là kẻ thù vĩnh viễn, và không có ai là bạn lâu dài. Chỉ có lợi cho tôi thì tôi làm. Và chúng ta cũng vậy. Chúng ta rất dễ rơi vào trạng thái của đám đông dân chúng. Chúng ta bị dẫn dụ đủ bổ, đủ mọi thứ. Truyền hình, truyền thanh, radio, Facebook, Twitter, các cái nó dẫn dụ cho chúng ta vì lợi ích của nó. Bây giờ cứ nhìn giá dầu nó, giá xăng nó lên là con đổ mọi khi 35 đồng là đầy bình. Bây giờ 50 đồng chưa đầy bình á. Cứ nghe những truyền thông dẫn dụ, nó chỉ có lợi cho nó thôi. Còn không có lo cho người nghèo hay lo chính chúng ta đâu. Nhưng mà một người lắng nghe và lo lắng cho chúng ta. Giữa đám đông ồn ào như thế mà Chúa Giêsu vẫn nghe được tiếng gọi của anh mù Bartimê. Anh mới kêu: lạy thầy, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Chúa Giêsu nghe thế liền. Và Chúa Giêsu bảo hãy gọi anh đến. Con mời gọi quý bà anh chị em. Trong những lúc khó khăn, có thể vợ bỏ mình, chồng bỏ mình, cha mẹ bỏ rơi mình, con cái bỏ rơi mình, bạn bè bỏ rơi mình, hãy đến quỳ mọp xuống kêu: lạy thầy Giêsu, con vua David, lạy thầy Giêsu là đấng cứu độ. Kêu đến danh của thầy, cả trên trời và dưới đất và cả ma quỷ trong địa ngục phải run sợ. Mỗi khi chúng ta đối diện với những khó khăn ấy, mỗi những thử thách ấy, cứ kêu đến: nại đến Giêsu đấng cứu độ, Ngài sẽ ra tay. Hôm nay người mù kêu và Chúa đã lắng nghe và Chúa đã ra tay. Và để kết thúc, con mời gọi quý bà anh chị em nhìn lại cái lối sống của chúng ta.
có thể chúng ta không đang mù về phương diện thể lý. Biết đâu được, trong sâu thẳm cõi lòng của chúng ta, chúng ta đang mù về luân lý, những luân thường đạo lý của Chúa mà chúng ta đang mù hay sao? Hay những giá trị chân thiện mỹ chúng ta đang lơ đi để vì những cái lợi lộc của chúng ta có đó, thưa quý bà anh chị em? Hay kể cả những cái cách sống của chúng ta làm cho người khác xuống hố. Có một cái câu chuyện như thế này, có một anh mù, anh đi sang nhà người bạn hàng xóm hàn huyên tâm sự và hàn huyên câu chuyện vui vẻ thế nào đấy. Mãi đến khuya rồi anh ta mới về, và khi đi về thì anh người bạn mà anh ta đến thăm nhà đấy thì bảo: này, tôi có một cái cây đèn lồng đấy, anh cầm đi đường đi về đi. Thế là người mù này nói chứ: ủa, tôi mù ban ngày cũng như ban đêm, có khi nào tôi thấy được ánh sáng đâu mà tôi cần phải cầm đèn lồng về làm cái gì? Thế là người bạn tốt bụng nói: không, tôi biết trời cho những người mù các anh có một cái giác quan khác, đó là cái tai rất thính và chỉ cần cái gậy anh định hướng anh đi được. Nhưng mà vì hôm nay trời quá tối, mọi khi anh sang thăm tôi ban ngày, anh về ban ngày, anh đi đường người khác nhìn thấy anh. Còn hôm nay trời tối anh đi về, người khác không nhìn thấy anh. Vì vậy anh cầm cái đèn lồng để anh đi đường, người khác khỏi tông vào anh, người khác khỏi đâm vào anh. Thế là anh mù này bảo: có lý. Thế là anh mù này cầm cái đèn lồng để đi về. Và cầm cái đèn lồng để đi về thì không hiểu anh đang đi thì bị người khác tung vào anh một cái. Anh mù này mới nói: cái thằng nào đâm vào tao đây, mày đuôi à, mày mù à, mày không nhìn thấy tao à? Thế là cái người tông vào cái anh mù này bảo: tôi làm sao nhìn thấy anh? Thế người mù nói chứ: mày không nhìn thấy tao đang cầm cái đèn lồng sáng thì mày phải né ra chứ. Thế là cái người tông vào cái anh mù này nói: cái đèn của ông tắt từ thủa ông Adam và Eva nào tắt xử khi nào đó, tôi đâu có nhìn thấy. Chúng ta cũng cẩn thận. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình có đèn, nhưng mà có khi cái đèn đấy của chúng ta nó tắt khi nào rồi đấy. Trong đời sống thường ngày của chúng ta, chúng ta cứ nghĩ chúng ta ngon, chúng ta đi nhà thờ, chúng ta sống đoàn hoàng, nhưng bên trong chúng ta đang thối hoắc, và chúng ta đang làm cản trở những người khác đến với Chúa. Và chúng ta đôi khi chúng ta cũng làm người khác tông vào chúng ta, hoặc là người khác tông vào người khác, vì đèn đức tin hay đèn tâm linh, đèn tâm lý của chúng ta nó đi lệch hướng. Vậy xin Thiên Chúa như người mù hôm nay, Kyrieon. Kyrieon có nghĩa là: xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa thương xót chúng con, và xin Chúa làm cho chúng con sáng, để chúng con khám phá ra tình thương của Thiên Chúa. Và nếu chúng con đang mù về tâm lý hay tâm linh cách nào đấy, xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa, để chính Chúa là đấng chữa lành chúng con.